Chào ngày mới các bác nhá. Lại bắt đầu với một ly cà phê. Công trình thời kỳ gặp mưa. Em mình mít đang tuyến đường đi tìm rau má. Rau má hoặc là một loại rau gì đó để nấu nước canh. Này chưa thấy một cái rau gì cả. Đang vùng như này phải như rong mã đúng không? Đây rồi, đi mai cái cuối cùng tìm ra. Đó. Chính xác rong mã chưa? Tiếp theo là cánh nhá. Thịt hộp. Ngon chưa? Ăn cơm tối rồi các bác nhá. Ngồi ở đây ăn luôn cho thoải mái.
tôm lúc tôi quá bắt này. Có một mồm nó mới ngăn quanh năm không ngán thì là tướng. Có biết đây gì không? Ốc bướu vàng. Ốc bướu vàng làm sạch khó phải tôm luôn. Động vật xâm lấn nhau quá Việt Nam thành món ăn hết. Rau mà với thịt hộp ra một miếng. Cánh đau má từ tay mình nhổ. Có cái mô mà đi ở đấy về mấy ngày về là béo hơn đó. Có thiếu cái gì đó. Thì có ở đấy một mình không ai nói chuyện. Có mùi của con gà với con mít. Mình để con ốc bươu vàng lên làm sạch sẽ ăn ok phết. Giòn, dai. Dễ ăn. Ôi, các bác thấy không? Toàn tôm không là tôm này. Này. Chưa? Bao nhiêu tôm thật. Sói đen là chảy bớt đi nữa. Đêm ở đây tôm cá nhiều lắm. Có chưa? Em vừa đi bắt tôm. Tôm ở cả bồng lắm, còn mở về. Được một đĩa lắm. Mái này có đô để dím. Nóng lạnh. Hello các bác. Là một ngày mới bắt đầu. Còn mơ man là một ly cà phê. Đi cách ly ở đây mấy ngày, nói chung là không có cân cấu, không có đô. Chỉ có những cái thử cơ bản thì em sẽ hướng dẫn cho các bác cách bắt cá, cũng thử xem là cách này có thực sự hiệu quả hay không nhá. Ở đây em có một cái thẻo câu đai này. Thẻo câu đai như bình thường. Không gì đặc sắc cả. Một viên chi tầm khoảng 6 đến 10 gram tùy ý. Hạt chặn lại khỏa linh. Được chưa?
buộc vào một cột cước. Nguyên lý của cách cấu này á là các bác đổ một cái ổ như kiểu đánh lục nhưng mà nhỏ thôi, khoảng 1-2 cân môi thôi. Rồi, nhỏ nhỏ thôi. Lưỡi cấu thì một lưỡi các bác móc hạt ngô là để đánh chép, trôi, rố cũng ăn, trầm cò cũng ăn. Còn một lưỡi á là móc sẵn này này, cắt củ sẵn này ra cho vừa vừa với lưỡi cấu móc vào, hoặc là móc một ít là sẵn. Còn nguyên liệu của cái ổ cấu thì em có sẵn để xé, có như nào em dùng như đó nhá. Bây giờ trộn môi cấu, trộn môi luôn. Nguyên liệu rất là đơn giản, là sẵn này các bác vo nát đấy nhé, càng nát càng tốt. Củ sẵn này vừa đi nhổ về, củ thì tí nữa băm đá rồi trộn vào xong được, ngũ ngọt. Những cái đồ này trên xe thì mình luôn có luôn. Cắn chim, thính, chờ tí mình băm sẵn này nhá. Quên mất, vừa nướng cơ củ khoai nữa. Nóng quá. Wow. Chờ khoai nguội nhá, đi băm sẵn ạ. Thêm sẵn vào. Đào đều nhá. Cái thịt lươn cá này á có chất dính sẵn rồi, nó rất là kết dính, cho nên các bác không cần phải thêm bất kỳ cơm nguội hay cái gì kết dính vào này nhá. Này, chưa kết dính rồi, như chiến nhá. Bây giờ móc môi các bác nhá, móc ngô này. Tại vì cái sẵn này rất là cứng, nếu mà các bác dầu lưỡi vào trong thì khi con cá văng đi á không đóng được lưỡi vào mồm. Ok chưa? Rồi bây giờ mang ra thảo. Địa hình để đổ ổ thì các bác chọn những nơi mà đáy sàn nhá, đừng có bùn. Đây, cầm một cái que sau đó đổ ổ. Cầm que để mình biết chính xác vị trí ổ môi á. Tới. Sau đó này, sau đó cho cái môi của mình vào. Chưa? Chính xác luôn. Đó. Que này thì các bác cắm lỏng thôi nhá. Để khi mà con cá vướng vào á, kéo một phát nó đổ liền, lỏng lắm. Ok, bây giờ về và chờ kết quả. Cái giấy này em sẽ để thẳng vào trong lều trong làn luôn. Cả các bác nhá. Ôi, tụt ra. Nhìn mất rồi. Con. Con.
chắc là một con không to, tại vì thấy dây căng nhưng mà không kéo mạnh. Chỉ là một con cà rố thôi. Nhưng mà cũng ok. Cách câu này lười nhưng mà vẫn cứ có kết quả các bác nha. Có lương thực cho buổi trưa, mang lên đàn luôn. Ok phết. Làm luôn cho tươi các bác nha. Như thịt bò luôn. Gọc ra hai cái miếng lươn xong rồi tính tiếp. Quanh đấy chắc chắn có tổ ong. Mời các bác nha. Ngon quá. Trời mưa rồi. Sau 8 ngày ở đấy thì cuối cùng cũng có một ngày mưa.